Tuyết xin chào tất cả anh chị và các bạn ha. Thì bữa nay là mình hiện tại thì bữa nay Tuyết hiện tại là Tuyết đang ở trong sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thì mình đang chuẩn bị lên máy bay cho chuyến bay về Mỹ lại. Mẹ Tuyết thì đã về trước một bữa rồi, thì theo như hiện tại bây giờ là mẹ đang tới Los Angeles và đợi chuyến bay cuối cùng để bay về Mỹ. Thì bữa nay mình mới bắt đầu lên máy bay thôi, đang chờ để mà check in những cái hành lý. Thì chuyến đi kỳ này á là mình cũng nói chung là toàn bộ là mấy dì mấy cậu, những cái thùng đồ mà mình xách qua là mấy dì từ ở dưới quê mua đồ, mua khô, mua ốc, mua cá, mua tất cả mọi thứ để cho Tuyết xách qua Mỹ. Chứ thật sự là mình cũng không có đi đâu hết, không có đi chợ búa để mà mua kịp những cái gì hết, mà cũng không có tâm trạng để mà mua nữa. Nên toàn bộ là của mấy dì mấy cậu hết, toàn bộ luôn. Hổm rày về Việt Nam được một tuần để mà lo hậu sự của ba, mọi thứ cũng đã xong. Và trong thời gian đó Tuyết cũng không có quay phim một cái gì hết, tại vì mình muốn dành riêng những cái sự riêng tư đó cho gia đình. Còn anh Tuấn, anh bầu trời Cali thì ảnh ở lại thêm một tuần. Cái vé của ảnh về là tuần sau, nên ảnh về là một tuần sau ảnh sẽ về. Còn ba anh em tụi mình thì về trước hôm nay ha. Trong những ngày qua gia đình Tuyết rất là buồn và bối rối, thì cũng rất được nhận được nhiều lời cầu nguyện và lời chia buồn tới gia đình của Tuyết. Thì Tuyết xin thay mặt gia đình rất là cảm ơn anh chị, cô chú tất cả các nơi rất là nhiều. Nữa là nếu anh chị nào, cô chú nào bên đạo Chúa trong thời gian này, xin hãy giúp Tuyết và gia đình đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ba Tuyết là Doanh Kim được thanh thản. Hiện tại thì Tuyết đang ở San Francisco. Chuyến máy bay đã đáp xuống, sau khi mình bay mười mấy tiếng thì mình đã đáp xuống đây. Và bây giờ mình sẽ chờ ở đây là 22 tiếng và sau đó mình sẽ bay về lại Boston. Thì trong 22 tiếng này mình phải xách chung với mình. Đây là 5 thùng đồ nha. Thì 5 thùng đồ này á thật sự là cả gia đình Tuyết không có đi chợ mua gì hết á. Không có, mà toàn bộ là của mấy dì đem từ dưới quê. Những cái đồ mà mấy dì tranh thủ để mà mình đóng thùng đem về Mỹ, chứ thật sự là mình không có đi chợ mua cái gì hết trơn đó. Thì 5 thùng đồ này mình phải xách theo và cộng lại thêm 3 cái vali nhỏ kéo tay. Rồi mình sẽ ngồi trong sân bay chờ 22 tiếng và sau đó mình mới bay về lại Boston. Thì cái chuyến bay này là lúc mà mình book vé đó, là nó đã ghi, nó đã báo cho mình biết là mình phải chờ. Cái này là mình biết, nên mình không có cái gì gọi là bất ngờ hết ha. Thì hiện tại là Tuyết, Thanh và Khoa vẫn ngồi chờ 22 tiếng để tới chuyến bay kế tiếp bay về Boston. Thì là tụi mình có tổng cộng là 5 thùng đồ. Sau khi mình tới San Francisco, mình phải lấy 5 thùng đồ mình ra, và họ không có cho mình gửi lại nha các bạn. Nên mình phải xách 5 thùng đồ này đi theo mình luôn. Thì nên vì lý do đó là mình sẽ không được đi đâu hết, mình cũng không được mướn hotel hoặc là không được đi đâu hết, mình chỉ ở được trong sân bay thôi. Tại vì 5 thùng đồ và 3 cái vali nhỏ thì nó quá là cồng kềnh. Đó, nó vậy nè. Quá là cồng kềnh luôn. Nên mình chỉ ở trong sân bay thôi. Thì tụi mình sẽ nằm ở dưới floor này ngủ nè. Đó, mền và mình sẽ nằm ở đây, mình nghỉ mệt để mình chờ tới chuyến bay kế tiếp ha. Thì chuyến đi kỳ này thật sự là rất là buồn nhất, buồn một cách gọi là mình không thể nào mình diễn tả được. Thì rất là nhiều anh chị xem video của gia đình Tuyết bao lâu nay, thì anh chị chỉ xem những gì mà mình quay lên trên cho mọi người thấy thôi. Còn bên trong chuyện gia đình đời tư thì gia đình Tuyết ít khi nào chia sẻ lắm. Nên rất là nhiều hướng, nhiều comment trái chiều, trách móc gia đình đủ thứ hết. Mình nghe nhưng mà mình
cũng không có để bụng, tại vì chuyện nhà ai nấy hiểu, nên anh chị không có ở trong nhà gia đình Tiết thì anh chị sẽ không có hiểu được là nhiều lý do, nhiều này nhiều nọ, nói chung là mỗi gia đình mỗi cảnh đó. Thì thì sau chuyến đi này mình về lại Mỹ, mình sẽ trở lại tiếp tục công việc hàng ngày. Đây là cái chỗ ngủ của mình, Khoa và Thanh, trong lúc chờ đợi 22 tiếng tại sân bay San Francisco. Thì tụi mình tìm được cái nhà hàng mà đóng cửa, giờ khuya người ta đóng cửa đó, nên tụi mình lên ghế này ngồi nè. Đó, mình sẽ ngủ ở đó, Thanh và Khoa sẽ ngủ hai bên này. Hello bè. Rồi sao? Hello bè. Đậu đâu gửi? Hả? Đậu trong cái gì đó? Theo ra. Ok. Rồi. Để em đợi cái này. Thay Khoa. Hello anh bè. Khoa. Wow. Cái giỏ anh giỏ em lên. Đâu cái giỏ đâu? Đây. Rồi xong. Rồi bữa nay mình đi rước Tuyết and Thanh Khoa. Không có Trúc Linh quý vị nha. Trúc Linh đang ngủ với lại mẹ chị View ở nhà. Hả? Đi kiếm cầu thang máy. Đi kiếm cầu thang máy lên lầu 3. Ok, cầu thang máy đó. Thì đó, đi ra ngoài đó có cầu thang máy. Anh đang ở lầu 3 không? Đi lên lầu 3 nha. Đâu đâu không được đâu, cởi nó đi. Không sao đâu. Lần kia còn mấy cái nữa. Lần kia còn mấy cái nữa mà, không sao đâu. Không có dừa đâu. Không có dừa đâu. Hai chồng ta tâm sự. Hello baby. Đen đua tay tả. Cho thơm vậy. Dĩ nhiên rồi, đi nước dạ phải thơm đó. Con gái ngủ với mẹ rồi. Ngủ với mẹ luôn á hả? Ừ, ngủ với mẹ. Dẫu vậy luôn á hả? Anh nói nó còn ngủ với lại ngoại đi để ba đi rước mẹ. Ok. Trời ơi, giờ này ngủ ghê không? Ok. Lần đầu tiên Trúc Linh ngủ với bà ngoại ở dưới luôn. Tại thường em ngủ với Tiết với bên Đạt không à. Lớn rồi, người ta hiểu chuyện. Đúng rồi, người ta hiểu chuyện rồi. Mẹ ngủ không? Mẹ có ngủ không? Đâu biết đâu. Anh đi là mẹ, anh có nói mẹ không? Không. Rồi bấm chuông kìa. Đứng đó ông ngoài. Ừ, đứng đó ông ngoài. Lên lầu nữa. Ừ, tại vì đằng có nó không có cái cầu thang lên lầu 3. Chứ có, cái đó vẫn là một cái thắc mắc mình đang đang nghe nè. Thôi vậy đó hả? Ok. That's good. Vậy đó. That's good. Rồi bây giờ là 12:45 sáng nha quý vị. 12:45 sáng. Mà anh ai nấy lục mì gói nha. Và cái này măng ở trong đó nên nó hơi chảy, là mình phải lấy ra mình bỏ đông đá trước cái đã. Có chừng vải nắp luôn. Dạ, ngược đứt rồi. Lâu. Măng. Chào cô chú nè. Chú Linh ơi. Chú đang chơi gì đó? Trời đất ơi, cái mỏ của nó. Nó tự pha son hay là em pha vậy? Em tự làm. Em tự làm á hả? Nè, con cho cô chú coi áo đẹp của con. Ai tặng áo đẹp cho con nè. Ừ. Con mượn cho bà coi nè. Ừ. Đi nhanh lên. Đây. Ừ. Đây là cái áo đẹp của Trúc Linh.
một cô ở bên Pháp tặng cho Trúc Linh vào cái ngày sinh nhật của Trúc Linh. Tức là cũng là trong cái ngày đó là cái ngày tuyết không có ở Mỹ này quý vị. Và mình có cho Trúc Linh khui cái thùng đó một cách lặng lẽ. Xong mình cũng chẳng có quay post cái đó gì trên Facebook hoặc là trên trên YouTube. Thì bởi vì mình cũng không muốn Trúc Linh biết cái ngày sinh nhật của Trúc Linh mà không có bạn bè, không có mẹ, không có gì Thanh, không có ai ở đây với Trúc Linh hết. Cho nên xin xin cô cho phép mình có khui thùng cho Trúc Linh. Rất là vui mà mình lại không có làm cái video vì tình trạng của gia đình nha. Con ăn thôi. Con thích chú trái thôi bà ơi. Vậy đó hả con? Và trong đó mình cũng có, hoặc là nói rõ hơn là Trúc Linh cũng có 3 chai nước tương. Yes, 3 chai nước tương. Vậy mấy cái áo đầm đẹp lắm con. Mình mấy cái áo đầm đẹp luôn. Chú, hai cái yeah. đẹp luôn. No, yeah. three one yeah. luôn. Ba cái. Nè, yeah. Mẹ đi Việt Nam con có nhớ mẹ không vậy? Có cũng dress. Không, mẹ con có nhớ mẹ không? Có. Tối con ngủ ngon không? Tối ba có hát cho con không? Không. Ủa vậy luôn, sao kỳ vậy? Mẹ ba không có hát cho con hả? Con gọi mẹ về mẹ hát thôi hả? Trời ơi, tự đánh cái xô mà không có lem luôn mới hay đó chứ. Hay quá, ai đánh xong cho con vậy? Có bị lem không? Trời ơi, hỏi ai đánh gì? Không, chào cô chú nè. 1, 2, 3, vô. Nhanh lên. Đánh con điện thoại của Trúc Linh đó. Dạ, lại lên, cô không cho quà nữa rồi, cô không cho bây giờ. 1, 2, 3, vô. Dạ, Trúc Linh, mẹ nói một lần nữa nha. Con phải chào con bà cô chú. Không, mẹ đếm lại. Không, không. Nè, Trúc Linh, con phải ngó vô cái camera con nói. Chứ không phải nói gì, con phải ngó vô chỗ này con nói nè. Rồi, má mi đến nha. 1, 2, 3, vô. Trong trong bà cô chú hôm nay Trúc Linh đi dentist. Đi thăm bà nội. Đúng rồi. Đúng rồi. Thăm bà nội. Puppy. Nên mấy mi đem đồ ăn cho bà nội luôn. Yes. Thì chuyến đi Việt Nam vừa rồi mình có chia sẻ là mình không có mua cái gì ngoại trừ mấy dì, mấy cậu mợ mua cho gia đình. Tại vì thời gian nó bển, mình lu bu á, nên gia đình mình không có mua được gì hết. Đây là những toàn bộ là bên cậu mở gì đóng thùng, coi như là nối sẵn, mua sẵn đem qua hết. Giờ mình sẽ đem qua cho má một số đồ cần thiết, như khô này kia nọ, mấy cái loại thứ má thích ăn. Và đồng thời có một số đồ ăn đó mình nấu rồi, giờ mình sẽ đem qua cho má luôn. Xong. Nên ba cho con đi dentist. Mình mami đi làm đúng không? Mami có đi làm bữa nay không? Hay còn nhà nghỉ ngày? Đi làm. Đi làm chưa? Ok, that's good. Bà ơi, can we go to the dentist first and then for bà nói xem mày lúc xem mày mẹ đi làm một phần. Con. Yes. Something like that. Mình đi dentist xong mình mới qua nội đúng không con? Cho mẹ đi lại một mẹ chúc mình với bà đang từ sau một qua bà nói đi vậy. Dạ mẹ. Ok. Dạ con bye bye cô chú đi. Bye bye chú cho quà cho con nữa. Không quên chúc các bạn nói vui vẻ, hạnh phúc, bên cạnh gia đình và người yêu. Áo đầm đẹp quá chú Linh này. I love this puppet. Okay. It's too of fun. So fun. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Rồi, xin hẹn gặp lại video kế tiếp nha các anh chị cùng các bạn. Bye. Bye now.